Hải quân Hoa Kỳ đưa tàu ngầm đến để gửi thông điệp cho Trung cộng. Trong tháng này, lực lượng tàu ngầm hạm đội Thái Bình Dương đã có một bước bất thường khi tuyên bố rằng tất cả các tàu ngầm Mỹ sẽ được mở rộng phạm vi, đồng thời tiến hành ứng phó tình hình tương lai các hoạt động trên biển Tây Thái Bình Dương, đã hạ thấp quan niệm cho rằng lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã bị cản trở bởi COVID-19. Lực lượng tàu ngầm cho biết là các nhiệm vụ được tổ chức nhằm hỗ trợ cho chính sách tự do mở rộng Ấn Độ Thái Bình Dương của ngũ giác đài đã có ít nhất là 7 tàu ngầm và có khả năng là nhiều hơn, bao gồm 4 tàu ngầm tấn công ở đảo Guam, USS Alexandria ở San Diego và nhiều tàu khác ở Hawaii là một phần của nỗ lực này. Cũng làm nổi bật mong muốn của ngũ giác đài được linh hoạt và không thể đoán trước trong cuộc cạnh tranh quyền lực lớn với Trung Cộng và Nga. Các hoạt động của chúng tôi là một chứng minh sự sẵn sàng bảo vệ quyền lợi và quyền tự do của chúng tôi theo luật pháp quốc tế Chuẩn đô đốc Blake Converse, chỉ huy lực lượng tàu ngầm Thái Bình Dương tại Trân Châu Cảng cho biết hôm 8 tháng 5 2020. Các tàu ngầm tấn công duy trì khả năng tàn hình cỡ lớn để đánh chìm tàu bằng ngư lôi, bắn hỏa tiễn hành trình Tomahawk và tiến hành giám sát bí mật để định hình vị trí của đối phương. Hải quân Hoa Kỳ gần đây đã duy trì một đội tàu chiến ở Tây Thái Bình Dương như là một sự phô trương lực lượng bằng chứng cho thấy COVID-19 đã không làm suy giảm khả năng của họ. Với Hoa Kỳ và Trung Cộng từ lâu đã ngăn chặn các hoạt động quân sự ở Biển Đông và ngày càng đối phó với nhau hơn qua đại dịch. Trung Cộng đã bị buộc tội tăng cường chiếm đóng các đảo nhân tạo và đe dọa các quốc gia khác trong khu vực, trong khi phần lớn thế giới tập trung vào đại dịch. Nền tảng tin báo địa hình chính trị Stratfor nói rằng Hoa Kỳ và Trung Cộng đã duy trì hoạt động mạnh mẽ ở Biển Đông. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và COVID-19, dấu hiệu cho thấy sự tiếp tục leo thang sau khi các virus lan truyền. Khi Hải quân Hoa Kỳ thông báo sự hiện diện của các tàu ngầm tàng hình thường để tạo điểm nhấn với đối phương, Hải quân đã công bố một hình ảnh tàu ngầm lớp Alexandria ở Los Angeles đi qua cảng Ebra ở đảo Guam vào ngày 5 tháng 5 2020. Vì quân đội Hoa Kỳ giải quyết đại dịch COVID-19, chúng tôi vẫn tập trung vào các nhiệm vụ an ninh quốc gia trên thế giới bộ trưởng quốc phòng mark esper cho biết nhiều quốc gia đang lo toan để phục hồi sau đại dịch và trong khi đó các đối thủ chiến lược của chúng tôi đang cố gắng khai thác cuộc khủng hoảng này để mang lại lợi ích cho họ bằng chi phí của những người khác ông esper nói ông cáo buộc đảng cộng sản trung quốc đã tăng cường chiến dịch làm mất thông tin để đổ lỗi cho virus trong suốt thời gian đó thì chúng tôi tiếp tục chứng kiến hành vi xâm lược của quân giải phóng nhân dân ở biển Đông. Từ việc đe dọa một tàu hải quân Philippines đến đánh chìm một tàu đánh cá của Việt Nam và đe dọa các quốc gia khác tham gia phát triển dầu khí ở ngoài khơi. Esper cho biết là hai tàu hải quân Mỹ đã tiến hành tự do hoạt động hàng hải ở biển Đông vào một tuần trước khi gửi thông điệp rõ ràng tới Bắc Kinh rằng chúng tôi tiếp tục bảo vệ tự do hàng hải và thương mại cho tất cả các quốc gia lớn nhỏ. Tàu tuần dương Hỏa Tiễn dẫn đường USS Bunker Hill đã thực hiện một chuyến tự do vận hành hàng hải ở quần đảo Trường Sa và tàu khu trục USS Barry đi hai lần qua eo biển Đài Loan và qua quần đảo Hoàng Sa trong vùng lãnh thổ tranh chấp mà Trung Cộng tuyên bố chủ quyền. Những hành động khiêu khích về phía Hoa Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Cộng cố tình gia tăng rủi ro an ninh khu vực và có thể dễ dàng gây ra biến cố bất ngờ, theo tờ South China Morning Post. Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đã ngừng hoạt động ở đảo Guam từ cuối tháng 3 sau khi 4.800 thủy thủ đoàn trải qua đợt bùng phát coronavirus. Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng đã nhanh chóng ghi nhận việc phát triển các tài sản khác trong khu vực, bao gồm các chuyến đi qua Biển Đông, bởi tàu chiến đấu duyên hải USS Gabriel Giffords. Tàu khu trục USS Gabriel Peralta đang đi trên biển Đông và tàu khu trục USS McCampbell đi qua eo biển Đài Loan vào hôm thứ Tư, 13 tháng 5, 2020.